Vì sao số phận bạn luôn lận đận, khổ đau? Hiểu được những lời Phật dạy này, tâm bạn sẽ an yên tự mình. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, gây tạo nhiều nghiệp ác, để rồi phải lãnh thọ nhiều quả báo đau thương. Vì lòng từ bi, Đức Phật thị hiện ra đời nhằm khai thị chúng sanh ngộ nhập tri Phật tri kiến. Suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp, Đức Phật dùng vô số pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sanh, nhưng không ngoài giới định huệ, vì đó là nền tảng căn bản của tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian. Cho nên trước khi nhập niết bàn, Phật dạy tứ chúng: các con hãy y nơi chánh pháp, lấy giới luật làm thầy hướng đạo, để vượt bể khổ lên bờ giác. Chính vì tầm quan trọng đó, Đức Phật đến cung rồng Ta Kiệt La thuyết kinh thập thiện nghiệp, để cho chúng sanh biết cách ngăn ngừa các điều ác, phát triển những điều lành, tu hành cho đến ngày thành Phật. Nhận thấy sự lợi ích của thập thiện nghiệp, nên tôi cố gắng nghiên cứu kinh luật và sưu tầm rất nhiều tài liệu nói lên tính chất nhân quả, nghiệp báo, phước lành cho người thực hành thập thiện và tai hại đến những ai nói làm ngược lại. Hôm nay, quyển thập thiện này có dịp ấn tống là nhờ sự nhiệt tình hợp tác của các huynh đệ. Xin chân thành gửi đến quý đạo hữu món quà tinh thần với lòng thành kính nguyện, cầu cho chánh pháp được truyền bá khắp mọi nơi. Mọi người đều giác ngộ, cải tà quy chánh, từ bỏ thập ác, sát sanh hại vật, phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì thập thiện, ăn chay niệm Phật, tụng kinh bố thí phóng sanh, làm lành lánh dữ, cầu cho kẻ đuôi điếc được thấy nghe, người tàn tật tâm ngộng thì lành mạnh nói được, người bệnh hoạn mau bình phục, người hoạn nạn đói rách đau khổ được bình yên no ấm an vui tịnh lạc, người người nâng mình trong ánh hào quang của chư Phật, biết lấy lòng từ bi quý kính lẫn nhau. Thế giới hết nghiệp đau binh, mưa quà gió thuận, quốc thời dân an, muôn loài dứt sạch phiền não oan trái, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, phước huệ song tu, đạo quả chóng viên thành, kẻ âm được siêu, người dương thành thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Để pháp mênh mông thầm thâm vi diệu, khó mà diễn tả hết ý kinh, nên không sao tránh khỏi những điều sơ xuất thiếu sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh từ bi quan hỷ bổ túc thêm cho quyển thập thiện này được hoàn hảo hơn. Thành thật tri ân, thành thật tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhân đây, tôi xin kể cho quý vị Phật tử nghe một câu chuyện. Hồi lúc còn sanh tiền, sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức kể cho chư tăng nghe. Một hôm, có cô công chức đến tịnh xá, lại Phật xong rồi, cô đến gặp thầy tôi than thở. Số phận con sao quá khổ sư ơi. Con nghe nói đạo Phật có pháp cứu khổ cứu nạn, vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ. Cô khổ vì việc gì? Nói cho sư nghe thử coi. Thưa sư, con làm trưởng phòng nha địa dư, vì ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào. Một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà của con. Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao. Con ăn không được, ngủ không yên, sụt đến 5 cân. Sư có phép gì trị giùm con? Ông giám đốc vô cớ đuổi cô là có lỗi, cô lại chấp cái lỗi của ông ta, tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe, ngày nào cũng chạy xe đi làm việc. Còn con ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy. Từ khi cô nghỉ việc ở Nha Địa Dư đến nay, cô
có làm ăn được gì không? Con về nhà buôn bán, tìm lời gấp 10 lần ở cơ quan. Người ta cho cô nghỉ việc để đi buôn bán, làm giàu, mà cô không vui, trái lại lấy cái quấy của người ta làm khổ mình. Đầu cô nghĩ lại coi có đúng không? Sư nói đúng quá, sao con nghĩ không ra? Con thành thật cảm ơn sư đã chỉ dạy. Chuyện trên cho chúng ta thấy, cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho giám đốc đừng bao giờ đuổi mình, nhưng ông ta lại đuổi. Điều gì làm cho cô khổ đau? Cô khổ là gì? Cô không hiểu lý nhân duyên. Nhân quả chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó. Khi hiểu ra rồi, cô hết khổ ngay. Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Chuyện đó như thế này. Nhân ngày rằm, có một cô Phật tử đến tịnh xá, vừa lại Phật vừa khóc nức nở. Thầy tôi đến hỏi: "Cô ơi, tại sao cô khóc như thế?" "Thưa sư, chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé. Con khổ quá, con muốn tự tử chết khuất cho rồi." "Cô ơi, cô có con cái không? Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé, còn chừa lại cho cô đồng nào không?" "Con có 2 đứa con trai, chồng con lấy đi 10 triệu, để lại cho con 20 triệu. Tôi hỏi cô, 2 đứa con và 20 triệu còn lại, so với chồng cô và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi, cái nào quý hơn? 2 đứa con của con và nhà cửa tiền bạc còn lại quý hơn. Chồng con và 10 triệu kia làm sao mà bằng được?" "Cô thấy không, cô còn lại 2 đứa con và nhà cửa của cải tiền bạc như thế, tại sao cô không sống để mà nuôi con, mà lại đòi đi tự tử chết đi? Còn con của cô để lại cho ai nuôi?" "Nhờ sự giảng giải, con mới thấy rõ mình dại dột quá. Nếu không chắc con chết mất. Đội ơn sư, con làm phiền sư quá. Mong sư hoan hỷ cho." Có những chuyện mà không cần giải thích, chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ, thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường tả cảnh những vạc dầu sôi ở âm phủ thấy phát khiếp sợ, nhưng có tả cảnh những vạc dầu sôi, nhưng có tả cảnh những vạc dầu sôi thế đang nung nóng những người quá ưu tư, lo lắng âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục, cảnh tiên trên trời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đày. Trên đời có một số người quen ăn nói thô lỗ, sổ sàng, lại cố chấp, cho đó là đúng. Thật chẳng tốt đẹp gì khi ta buông ra những lời thô tục khó nghe trước mọi người. Người lịch sự khi nói năng phải giữ lời giữ ý, không hấp tấp vội vàng, không vừa nói vừa cười, không nóng nảy. Trước khi nói phải suy nghĩ cho chín chắn, không nên nói thẳng thắn quá làm mất lòng người. Tuyệt đối tránh cãi giả, đôi co, trách móc hay chỉ trích người khác. Cần tránh những kiểu nói năng kiêu ngạo, sức láo. Lời nói ôn tồn, hòa nhã, tế nhị, ngọt ngào, ngay cả lúc tức giận, mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hiện ra sắc mặt giận dữ. Thường giữ đức khiêm tốn, lời nói tao nhã, đối đáp cởi mở, nói đúng nơi, dừng đúng chỗ. Lời nói ngọt lọt tới xương, lời nói chân thật ngọt ngào, có sức mạnh cảm hóa được lòng người. Như thế, chúng ta sẽ đạt được kết quả như ý. Trái lại, hễ ai nói trái ý, làm nghịch lòng một chút, liền sân si, sừng sộ, phẫn nộ, la lối ôm sòm. Hạng người như thế đó, không làm được việc gì, lại thường chuốc họa vào thân. Trong đời sống, chúng ta đừng làm phật lòng người khác. Khi cần khen chê, phải hết sức tế nhị, kín đáo, cho dù người đó có thân thích đến mấy, bởi chẳng có ai muốn mình bị chê. Trong khi khen, cần cân nhắc cho đúng chỗ, hợp thời, chớ tâng bốc đề cao quá trớn trước đông người. Như thế sẽ làm cho người được khen cảm thấy ngượng ngùng và gieo mầm ganh ghét đố kỵ với người chung quanh. Không khéo,
họ sẽ đánh giá cho ta là người thiếu kiến thức, nịnh bợ không đúng lúc. Thí dụ, trong đoàn thể có một hai người nổi bật về mọi mặt. Nếu là nhà lãnh đạo sáng suốt nên nói thế này: trong chúng ta phần nhiều đều chấp hành tốt, nhưng có anh A chị B nổi bật hơn hết nên khen thưởng khích lệ tinh thần. Quý vị có đồng ý không? Nói như thế, cả người được khen thưởng và người không được khen thưởng đều hoan hỷ. Trái lại, mỗi khi mở miệng ra là đề cao khen ngợi, chỉ có một hai người như vậy là ngấm ngầm cho hội chúng là bất tài vô dụng, thì họ sẽ bất mãn ta, dẫn đến hậu quả mất hết niềm tin và nghị lực của tập thể, chắc chắn sẽ lãnh lấy thất bại. Còn khi chê, trước tiên phải hết lòng thương yêu, tận tình giúp đỡ và khen ngợi trước, rồi khéo dẫn chứng chuyện này chuyện nọ để cho họ nhận ra khuyết điểm sửa sai mà không làm tổn thương danh dự của người ta. Cổ đức thường dạy, mọi việc xử sự khoan hòa thì phước đức tự nhiên sâu dày, xử sự khắt khe độc ác thì phước đức tiêu mòn. Phong cách vẫn đang chính là biểu hiện bên ngoài để giao thiện cảm với người chung quanh. Muốn có phong cách nói năng, hành động tốt, chúng ta cần tạo ra cho bản thân phong thái ung dung tự tại, cử chỉ khoan thai, gương mặt vui vẻ, giọng nói phải thanh tao, khi bổng, khi trầm, khi lên, xuống đúng chỗ. Tránh sử dụng những câu quá tối nghĩa, khó hiểu, nói một đàng, ý một nẻo, làm cho người nghe hiểu lầm thì thật là tai hại. Không nên nói soi mói và chuyện riêng tư của người khác, tránh đề cập đến vấn đề mang tính chất tranh cãi. Trong quá trình tranh cãi, dù ta đúng hay sai, cũng đều để lại những vướng mắc khó chịu cho ta và người. Nói đến phước báo của sự cúng dường bố thí, thuở Phật còn sanh tiền, một hôm tiên nữ Sumana rất bát cúng dường tam bảo, xong liền đến đảnh lễ Đức Phật thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, con thường rất bát cúng dường và bố thí giống, việc làm đó kết quả của nó như thế nào, xin Đức Phật từ bi chỉ giáo. Phật bảo: này Sumana, nếu trước khi con cúng dường bố thí, trong khi cúng thí cho đến sau cùng đều khởi tâm quan hỷ, thời phước đức ấy quả thực vô lượng vô biên. Hiện tại thân tâm an lạc, người trí khen ngợi, nếu đem hồi hướng cho người thân quá cố, thời cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Bằng như đem phước lành đó cầu đạo quả bồ đề, thời sau khi chết sinh trở lại vào nhà tôn quý xuất gia, được thừa hưởng sự cúng dường một cách đầy đủ và chẳng bao lâu đắc được đạo quả bồ đề. Kinh A Hàm Phật dạy, nếu người nào phát tâm bố thí cúng dường như là Phật dạy, người đó khi đi, đứng, nằm, ngồi, phước đức thường sanh không dứt. Như chuyện ông cấp cô độc xây các tịnh xá kỳ duyên chưa xong mà cung trời đã kiến tạo dành sẵn cho ông rồi. Chẳng những vậy thôi mà còn vượt qua mọi ách nạn. Hồi xưa Đức Phật tu khổ hạnh trong rừng già, ma dương đến quấy nhiễu đủ mọi cách nhưng không bao giờ làm lay chuyển được tâm ngài. Ma dương hỏi Phật: sao ngài không ở hoàng cung để hưởng nhân lạc thú, tội gì dấn thân vào chốn nguy hiểm khổ cực này, nào rắn rết hổ beo ma quỷ ngài không sợ sao? Phật từ tốn bảo: có gì mà phải lo sợ. Ma dương nói: ngài lấy chi để bảo vệ? Phật đáp: chính cái phước đức nó tự bảo vệ ta. Ma dương không làm sao lung lạc được lòng ngài, liền biến mất. Người có phước còn thoát khỏi địa ngục, như trong luật A Tỳ Đàm nói: có bà lão nghèo nàn nhưng rất mộ đạo, nên bà cố gắng để dành tiền nhiều năm mới mua được bộ y cúng dường cho chư tăng. Từ đó bà giữ niềm hoan hỷ cho đến giờ phút lâm chung. Chẳng may do ác nghiệp đời quá khứ bỗng hiện ra tướng quả hào trong địa ngục, nhìn thấy ánh lửa phất phơ màu vàng đó, bà rất nhớ đến bộ y cúng dường, liền khởi tâm hoan hỷ,
Tức thời lửa đỏ quá ra sen hồng. Thấy tiên đồng ngọc nữ đến rước bà về thiên giới hưởng phước. Phật bảo, người nào có phước đức, tự nhiên tâm minh, trí sáng, nói làm cầu mong việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Có người không có phước, tâm trí mê mờ, nói không ai nghe, làm đâu thất bại đó. Cầu muôn việc đều không thành tựu, thường chúc quả vào thân. Phật dạy phàm khi nói, phải hội đủ bốn yếu tố. Thứ nhất, lời nói phải đúng sự thật. Có nghĩa là mắt thấy, tai nghe, phải hội đủ các chứng cớ mới nên nói. Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng Phật thì không nên nói. Như truyện tiền thân Đức Phật là thầy tỳ kheo, một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối, bỗng thấy con nai chạy ngang, người thợ săn đuổi theo. Gặp thầy liền hỏi, thầy có thấy con nai chạy qua ngang đây không? Thầy nghĩ, nếu mình nói không có thì phạm giới nói dối, còn như nói có thì gián tiếp chỉ cho người thợ săn giết chết con nai. Thầy chợt nghĩ ra ý kiến hay, liền đứng lên trả lời, từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy gì hết. Người có trí đối diện với thực tế, cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp, đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng. Thứ hai, lời nói phải hợp thời. Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi, phiền buồn, nóng giận, bệnh quạng hay giữa đám đông. Khoan nói, đợi cho họ khỏe mạnh, vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tráo, trắng trợn, làm tổn thương danh dự người ta, mà phải hết sức tế nhị, khéo léo. Thí dụ, nhà bên cạnh cao hơn nhà mình, họ thường xả rác xuống, khi đó không nên tức giận la mắng, mà chỉ nên nói với chủ nhà, anh chị thông cảm, bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ, để nó không biết xả xuống nhà tôi dơ quá. Nếu họ không sửa đổi, mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên giùm. Ông bà ta thường nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau, đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên. Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi, khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường sẽ ra xung đột, nhờ chồng giải thích tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau. Bản chất con người thích làm thầy đời. Anh ta nghe thế khoái chí nói, ông chồng kia thì thua lỗ ăn nhậu bồ bịch lôi thôi, còn bà vợ thì lại lười biếng ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà. Khi đó chỉ cần nói, nhờ sự hiểu biết sáng suốt, đức độ của anh nên gia đình mình mới được yên vui. Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai, chỉ cần nhắc lại là đủ. Không riêng chuyện vợ chồng mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng, đều có kết quả tốt đẹp. Đó là một nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết, tưởng chừng như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới. Trong việc sửa lỗi đóng một vai trò rất quan trọng. Vì con người sống trên cõi đời, nếu chưa phải là bậc thánh thì ai cũng có khuyết điểm. Khi khuyết điểm thành thói quen bám rễ sâu và nếp sống thành tật xấu. Vì thế, bất cứ tổ chức nào, từ trong gia đình cho đến xã hội, tôn giáo, khi có lỗi lầm, cần chỉnh đốn lại mới tránh được những lạm dụng, bê trễ, gian tham, rối loạn, bất công. Muốn diệt trừ những tật xấu ấy, phải nhờ đến bậc bề trên sửa lỗi lầm cho thì mới tiến bộ trên đường tu đức. Có điều chúng ta nên lưu ý, trước khi sửa lỗi ai, mình phải làm gương tốt trước và môi trường hoàn cảnh để sửa đổi như thế nào cho hợp lẽ đạo. Có lắm người tuổi còn nhỏ, địa vị thấp, nhưng lại mang trong mình dòng máu làm thầy đời ăn sâu vào tâm can. Lỗi của mình không lo tu sửa,
hễ gặp ai cũng dạy luân lý, rồi cắt nghĩa chuyện đời phải quấy, lại còn la rầy, lên giọng dạy đời, bắt buộc người ta phải theo ý chủ quan của mình. Sửa lỗi theo kiểu đó là rất nguy hiểm. Xem lịch sử Trung Quốc thấy rõ chuyện Ngũ Tử Tư bỏ mạng cũng vì sửa lỗi Du Ngôn. Tỷ Can bỏ mạng cũng vì sửa lỗi Vô Trụ. Lúc Khổng Tử đi đến kinh đô, nhà Chu, vào nhà Lão Tử thăm, khi ra về, được Lão Tử tiễn chân bằng những lời mà người thời nay cho là kinh thánh của sự thế. Đại khái ông nói, kẻ giàu tiễn người bằng của, tôi nghèo xin tiễn ngài bằng đôi lời nói. Ngày nay kẻ sĩ mắc nạn thường là kẻ bơi móc chuyện xấu của người đời, làm cho thân khổ, cũng vì chỉ trích tội lỗi của kẻ khác. Quân tử phải cư xử như người ngu, dẹp lòng đa dục, trừ tâm khiêu khích, tránh lối ăn mặc loè loẹt, chớ khinh ai hết. Khổng Tử nghe qua vui cười thủ lễ cảm ơn. Nhận nghe những lời thâm thúy của Lão Tử, nên Khổng Tử ẩn thân vào nơi yên tịch, lo trước tác hơn là đi du thuyết. Sự nghiệp vĩ đại của ngài thành tựu được phần lớn là nhờ ẩn cư, an bần lạc đạo. Chuyện trên cho chúng ta thấy Khổng Tử là một nhà hiền triết, mà còn phải cần những lời khuyên ấy để áp dụng trong đời sống. Còn chúng ta tài đức bao nhiêu mà lại đi hết nơi này đến chỗ nọ chỉ trích đả kích những lỗi lầm của kẻ khác. Nếu là người hiền trí, họ ý thức sợ sai. Trái lại, chẳng may gặp kẻ hung dữ, độc ác, họ sẽ hãm hại ta. Bản chất con người, ai cũng giàu lòng tự ái, đừng bao giờ hại tội người ta một cách trắng trợn. Thủ tướng người Anh đã từng nói, Thượng đế hay Phật, phạt tôi thế nào thì phạt, miễn đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Cho nên khi sửa lỗi lầm của ai, ta nên bình tĩnh, sáng suốt, mời họ ngồi vào bàn quà giải trong tinh thần tôn trọng đối phương. Ta dùng cách nói khiêm tốn, hòa nhã thì người ta dễ chấp nhận hơn. Trái lại, nếu mình nói giọng đao to búa lớn, xúc phạm người ta một cách quá đáng và chỉ trích với thái độ hách dịch, thì chắc chắn người nghe sẽ chống đối lại, chứ ta đừng mong thuyết phục được ai. Người ác đến đâu, có lúc họ cũng lắng nghe tiếng nói của lương tâm, nhận ra lẽ phải. Từ xưa đến nay, có biết bao bạo chúa hiếu chiến, tàn sát, ly dân, nhưng có lúc họ cũng biết lắng nghe lẽ phải. Lúc Hàng Võ đến thành, ngoại huynh ra lệnh chôn tất cả thanh niên. Có một em bé 13 tuổi tên là Kiều Thúc, đến nói với Hàng Võ Môn, muôn tâu bệ hạ. Bệ hạ có nhận thấy rằng, hễ hại ai thì người ấy hại lại, thương dân thì dân thương lại. Hàng Võ nghe nói phải liền chỉ thị rút lại lệnh tàn sát, rồi ra lệnh quân binh bảo vệ tài sản và mạng sống của dân chúng. Chúng ta hãy ăn chay để giữ gìn sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái và cứu lấy sự sống của các động vật. Ăn chay có lợi ích như thế, vậy mà có người không hiểu. Khi ăn chay, bị bệnh chút ít, nghe người ta nói ăn chay lệch lạc, làm tổn hại sức khỏe, nên mới sanh bệnh như thế, liền bỏ ăn chay, quay sang ăn mặn. Đó là quan niệm sai lầm, đáng tiếc vô cùng. Xin lỗi mà nói, nếu không nhờ phước ăn chay, họ còn mang những căn bệnh ghê gớm hơn như thế. Thanh triều năm Đào Quang ở tỉnh Chiết Giang, quyền Gia Hưng, quan thái thú họ Trần sinh hoạt xa xỉ, từ y phục, ngựa xe cho đến những vật trang trí nhà cửa, phòng ốc đều mỹ lệ. Ba bữa ăn hàng ngày, Trần thái thú rất thích ăn ốc vịt, chân gấu, vi cá, mề gà, khô nai. Nói chung là ông ta dùng những thực phẩm rất cầu kỳ, quý giá để ăn và đãi khách, mà nhẫn tâm tàn sát vô số sinh vật vô tội. Ông thường nói với mọi người, đời người sống được chẳng bao lâu, nếu không biết tận hưởng những thức ăn cao lương mỹ vị thì thật là uổng. Những bậc hiền trí đều không đồng tình với quan điểm của ông.
nên thường có nói: "Để rồi xem, chung cuộc một ngày nào đó, chắc chắn ông ta sẽ chuốc lấy quả báo xấu." Quả nhiên trải qua hơn 10 năm, gia cảnh lần lần suy sụp, còn ông thì mang một chứng bệnh điên. Không phân biệt đông tây phải trái sạch bẩn, thường bốc phân bỏ vào miệng. Gặp hòn sỏi mảnh sắt cũng cho vào miệng nhai bừa, nuốt đại. Vì vậy mang thương tích mà không tiêu quá nổi nên phải chết. Đó là hậu quả của sự tham thực. Thương thầy trên đào dưới thớt. Trong khoảng thời gian đó biết bao con vật đau đớn, chỉ vì miệng bụng mà ngày ngày tàn hại không biết bao nhiêu sinh mạng, tạo nên sát nghiệp quá nặng thì làm sao tránh khỏi ác báo. Xưa kia, ở thành Thanh Châu, có một ông lão không con. Nghe người ta bảo rằng ăn rùa sẽ có con, ông liền đi mua thật nhiều rùa hàng ngày nấu ăn. Trải qua hơn một năm, toàn thân ông ta sinh ra ung nhọt, các thầy thuốc đều bó tay vô phương cứu chữa. Ông nằm trên giường đau đớn, rên la ú ớ, chịu nhiều nỗi thống khổ đến chết. Nhà trên đàn ca múa hát, dưới bếp dao thớt nhuộm máu đỏ, thịt béo rượu nồng tổn giảm tuổi thọ, phước đức tiêu mòn, thiện ác phước quả, người có trí huệ nên cẩn thận. Mọi người đều cho rằng tội của người giết nặng, tội của người ăn nhẹ. Điều này không đúng. Luật pháp đã quy định phạm tội cũng chia làm hai loại, đó là thủ phạm và tổng phạm. Thủ phạm chính là tự tay mình làm, còn đồng phạm là những kẻ hùa theo. Vậy thì người trực tiếp giết là thủ phạm hay người ăn thịt là thủ phạm? Điều này không nhất định. Ví như lúc đồ tể giết heo đi bán, lúc này đồ tể chính là thủ phạm, người mua thịt là tổng phạm. Nhưng thịt không đủ bán, vì người mua thịt nhiều quá, đồ tể bèn giết thêm. Lúc này người mua thịt trở nên thủ phạm, đồ tể là tổng phạm. Cho nên, gieo nhân như thế nào thì mỗi người tự chịu quả báo như thế ấy. Người thời nay không tin sợ lý nhân quả báo ứng bằng người thời xưa. Họ rất sợ nhân quả, mà ngay kẻ đồ tể cũng sợ nhân quả báo ứng. Cho nên lúc sắp giết heo, miệng luôn nói như thế này: heo này, mày đừng hận tao, mày là món ăn của thế gian, họ không ăn, tao không giết, mày hãy đòi nợ người ăn thịt. Bạn xem, chẳng những người ăn cho đến kẻ giết heo cũng sợ heo đến đòi mạng như thế, rốt cuộc heo đòi nợ người ăn hay là đòi nợ người giết? Tục ngữ có câu nói rất hay: quan có gia, nợ có chủ. Cho nên, ăn có quả báo của ăn, giết có quả báo của giết. Để xây dựng hạnh phúc cho nhân loại, Đức Phật khuyên chúng ta nên ít muốn, biết đủ, bố thí để diệt trừ tánh tham. Nhưng có người bố thí rất nhiều mà lòng vẫn tham, vẫn còn là tại vì họ bố thí để cầu mong phước báo gấp muôn lần của đã bố thí. Đó chỉ là phước báo về sau, chứ không dứt tánh tham. Muốn đoạn trừ tánh tham, Phật dạy phải bố trí tam luân không tịch, nghĩa là không thấy mình thí vật thí và người thọ thí. Làm cho chúng sanh hết khổ là mình vui, không mong cầu chi hơn. Nguyện đem phước lành đó hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề. Bố thí như thế mới phù hợp với lời Phật dạy, dứt hết phiền não, tham lam, mau thành tựu đạo quả, là Phật tử phải nên giác ngộ. Ham muốn nhiều khổ lụy càng sâu, nhọc nhằn sách tử bấy lâu, đều do tham dục dẫn đầu gây nên. Tâm ít muốn giữ bền đạo nghiệp, hạnh vô vi không tiếp nghiệp duyên, tự nhiên sẽ hết não phiền, an vui tự tại giữa miền nhân gian. Để cho các hàng đệ tử biết được phương pháp tu hành, Ngài đưa ra con đường trung đạo, không dung dưỡng và ép sát thái quá, ăn ngủ chừng mực để dành thời gian nghiên cứu giáo lý, sống hợp lẽ đạo, nuôi dưỡng tâm linh ngày một lớn mạnh trong chánh pháp Phật Đà. Thuở xưa, Phật thường dạy Ngài Mahanam: ông nên biết dục, không có gì là lạc, chỉ toàn là khổ. Nó rất nguy hiểm, giống như rắn độc, phải mau tránh xa
mới mong thoát khỏi dòng sanh tử khổ đau. Nếu người nhiều tham dục nên quán bất tịnh, nếu yêu sắc đẹp, quán thay chết bầm xanh, yêu dáng điệu, quán thay chết sình dương nứt nẻ, yêu âm thanh, quán người bệnh thở thoi thóp rồi tắt thở, yêu bóng dáng quán cửu khiếu hàn, bài tiết ra những thứ bất tịnh, cho đến quần áo, mùng mền, chiếu gối trong ngoài đều bất tịnh tổng quán. Quán được như vậy thì tận diệt được tâm điên đảo, mê lầm, ái nhiễm. Thấy người đa dục cầu đã khổ, được nó giữ gìn càng khổ thêm. Mất đi buồn thảm, khổ lại hơn. Mong cầu được dục, không màng khổ. Dục nhân vô thường, sanh sầu thảm. Các thứ dục đó nên bỏ đi. Dĩ như rắn độc vào nhà người, không gấp đuổi đi tai họa đến. Những thứ dục cầu vui điên đảo, cùng dục vui vậy không nhàm chán. Thường cùng lỡ dục chung một chỗ, vì nó thiêu đốt sanh tử mãi. Phật xưa cảnh tỉnh các đệ tử, ly dục ly ác, bất thiện pháp. Người không tham dục, tâm an tịnh, vượt khỏi sanh tử ra ba cõi. Thứ tư, khắc phục những tâm niệm ghen tuông thù hận. Phật dạy phải bình tâm quán chiếu cho thấu đáo luật nhân quả, coi như là nghiệp phải trả. Lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Chính cái nghịch cảnh ngang trái đó để cho mình thấy rõ ái tình là gốc sinh ra phiền não, khổ đau mà thức tỉnh. Nương về tam bảo tu hành, chuyển quá ác nghiệp, không hay hơn là giết hại lẫn nhau. Hoàn trái biết bao đời mới chấm dứt. Không có nỗi bất hạnh nào bằng trong gia đình, chồng hoặc vợ sanh tâm ngoại tình. Khi đó mất hết niềm tin tưởng lẫn nhau, thì thử hỏi làm sao có nghị lực xây dựng cơ nghiệp. Gia đình xào xáo, con cháu tủi nhục, mất hết lòng tôn kính, danh dự, nhân phẩm bị chôn vùi. Có khi đưa đến cảnh đường ai nấy đi. Nếu bước thêm bước nữa, thì con nó gặp cảnh cha ghẻ, mẹ ghẻ, con mày con tao, tất cả đều khổ. Bởi thế những ai là bậc hiền trí, hãy mau nghe lời Phật dạy. Đừng vì một chút tình dục nhơ bẩn thấp hèn mà làm khổ mình, hại người, liên lụy đến con cháu thì không nên. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy, gái không trung tiết, chuyện kiếp ghen tuông. Lừa trai, gạt trai, chồng bỏ bất ngờ. Lừa gái, gạt gái, vợ bỏ thình lình. Cố dâm ép người, thế loạn hữu quyền. Qua lời dạy của Tổ, đã chỉ cho người đời thấy rằng những ai lừa gạt tình cảm người khác sẽ mất hết âm đức, tự nhiên gia đạo của họ bất an, ghen tuông, đổ dở, sau khi chết bị đọa làm quỷ trùm đầu. Thuở Phật, một hôm tôn giả Mục Kiền Liên du hành đến cảnh giới ngạ quỷ, khi đó có một con quỷ đến hỏi, thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi đọa làm quỷ, đi đâu cũng trùm cái đầu lại khổ sở như thế này. Ngài Mục Kiền Liên đáp, tại vì những đời trước, người gian dâm vô đạo, lấy vợ, giật chồng, phá hoại trinh tiết con cháu nhà người. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải quả báo như thế. Kinh Tạp Tạng, tài dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai, nạo thai, phạm tội giết người, chắc chắn bị đọa địa ngục. Trong kinh Trường Thọ Diệt Tội, Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dạy nữ điên đảo cho rằng, nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai, người này hiện đời mất báo, bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi, sau khi chết sa đọa địa ngục A Tỳ, chịu nhiều khổ não. Chẳng những người uống thuốc phá thai, cho đến người làm việc phá thai đều bị sa đọa. Bây giờ có một con quỷ bạch với Ngài Mục Kiền Liên rằng, thân hình tôi như một khối thịt, không có tai, chân, mắt, mũi, lưỡi, thân thường bị trùng rút, chim mổ cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Kiền Liên đáp, đời trước, ngươi cho người ta uống thuốc độc phá thai, khiến cho chúng sinh mạng sống không còn. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy.
muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này. Người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác, anh chị. Người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà. Người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt. Và phải thận trọng từng ý nghĩ hành vi bất chánh, mang tính chất ái nhiễm, phải đoạn trừ ngay. Cho đến sự ăn mặc, sao cho kín đáo, đi đứng, ngồi nằm, nói cười phải đúng chỗ hợp thời. Giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình mà thôi, mà còn phải giữ cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, khiêu gợi lòng dục của người khác. Xem xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp, đó là tự hại mình hại người. Trong Lương Hoàng Sám nói, làm người ăn mặc mỏng manh, xuồng xả, cho thế là hơn. Đời sau sanh vào nước lõa thể. Trong Thế Kinh Phật dạy, phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có trung có hậu, lấy lòng từ bi hỷ xả, quý kính chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm, yên vui. Châm ngôn nhà Phật có câu, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là bậc giác ngộ, thấy rõ thập ác là nhân của khổ đau. Quý ngài sợ hãi, chăm tu thập thiện, hành lục độ. Còn chúng sanh là những người si mê, theo nhân thập ác. Đến khi quả khổ đau đến thì kinh hoàng khiếp sợ, gian sinh cầu cứu. Đó là nói lên tính mê muội của con người, được gọi là chúng sanh sợ quả khổ mà không tránh nhân xấu. Chúng ta sống trong cảnh giới ta bà này, chẳng khác nào ở trong một biển khổ bao la. Trong cái biển khổ bao la này, chúng sanh tàn sát, não hại lẫn nhau, chẳng khác nào ở chốn địa ngục. Quý vị vô nhà thương, khám đường, những nơi chiến trường và lò mổ gia cầm, đó là địa ngục của trần gian. Nói gần một chút nữa, nhà bếp của chúng ta là địa ngục Đao Sơn. Hàng ngày chúng ta biến mình thành quỷ sứ, đập đầu cắt cổ lột da, bầm dập chiên xào nấu nướng các loại vật, thì có khác gì quỷ sứ hành hình những tội nhân ở chốn địa ngục. Trong cái biển khổ mênh mông này, có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi. Họ tranh chấp lừa dối, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau và thẳng tay tàn sát các loài vật để thỏa mãn lòng ham muốn của mình. Càng ham muốn thì càng lún sâu vào tội lỗi. Như thế là mỗi ngày họ lại tiếp tục gây tạo thêm ác nghiệp, chất chồng thì sớm muộn gì cũng lãnh lấy quả báo đau thương. Để tránh ác báo, trong Thế Kinh nói, thuở xưa Phật dạy tín nữ mặc lợi, phải thường khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh, không làm nghề ác, xa lìa sát sanh hại vật, cố gắng tập ăn chay kỳ, tụng kinh niệm Phật, cứu giúp mọi loài, lần hồi tiến lên cho đến khi trường chay bất sát. Là Phật tử ai ai cũng biết, không sát sanh ăn thịt, trường chay bất sát là điều tốt, nhưng khi thực hành, vì con người đã có thói quen sát sanh ăn thịt từ thuở nhỏ, nên bỏ ăn thịt là rất khó. Không bỏ được phải làm sao? Chuyện này cần phải quán tưởng những điều sau đây. Lo sợ gặp phải chiến tranh. Xin hỏi, mọi người có sợ chiến tranh xảy ra hay không? Nếu sợ thì khi đặt chén thịt trước mặt mình, nên quán. Lúc con vật bị giết, nó sợ sệt giống y như con người sợ chiến tranh chết chóc vậy. Vì muốn tránh cảnh chiến tranh, tôi dứt khoát không ăn chén thịt này. Sợ bị bắt trói khi giặc cướp đến. Quán tưởng bước 2. Một mai chiến loạn sẽ ra, giặc đến, nhân dân bị bắt trói, thật là đáng sợ. Khi đó nên quán tưởng chén thịt này, con vật lúc bị người ta mua, bắt trói, dắt đi làm thịt. Hình ảnh kêu gào của quyến thuộc chúng nó thật đáng tội nghiệp. Vì để tránh sự bắt trói bởi giặc giả, làm cho gia đình ly tán bi thương, tôi dứt khoát không nỡ ăn chén thịt này. Chính mình bị giết,
Quán tưởng bước thứ ba. Giả sử thân ta khi sắp bị người khác giết, bản thân mỗi người có muốn hay không? Lúc này nên quán tưởng sự đổ máu đau đớn của con vật khi bị đập đầu cắt cổ bằng sắt, hầm nấu, chiên nướng. Để tránh thân mình khỏi bị kẻ khác giết hại bằng sắt, chiên nấu, chén thịt này, tôi thật sự không dám ăn. Nếu quán tưởng được ba pháp quán này, không những chúng ta chẳng muốn sát sanh ăn thịt nữa, mà còn phát lộ sám hối những hành vi bất thiện của mình trong quá khứ và hiện tại, đồng thời phát tâm bồ đề, thành kính cầu xin chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình được đạo tâm kiên cố, trì trai giữ giới, bổ thí phóng sanh, cứu độ mọi loài, để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Có một quán cơm chay treo một câu đối rất hay: người ăn chay, thiên hạ giết nhau, ta không bị giết. Nghĩa là người ăn chay, hàng vạn chúng sanh bị giết, trong đó không có ta. Ăn chay công đức, quả thực vô cùng thắng. Vậy mà có nhiều người không hiểu ý nghĩa ăn chay. Họ ăn theo thời cuộc, ăn như vậy sẽ không tăng trưởng tâm từ và bỏ dở giữa chừng. Muốn ăn chay bền phải vì lòng từ, phát tâm ta ăn chay mới lâu dài hưởng nhiều phước lành. Các nhà tâm lý học nói có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. Thứ nhất, không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. Thứ hai, không thóa mạ nhau. Thứ ba, hãy kiềm chế cơn giận. Thứ tư, không dành phần phải về mình. Thứ năm, không gây phiền toái vào những lúc chẳng thuận lợi như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn. Thứ sáu, không mang cái bực bội ở ngoài về nhà trút lên đầu người khác. Thứ bảy, đối xử chu đáo cả hai bên gia đình, vợ và bên chồng. Thứ tám, trung thành chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thứ chín, việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. Thứ mười, nên có những cử chỉ, lời nói làm đẹp lòng nhau. 11. Nên thỉnh thoảng mua sắm đồ trang sức, vật phẩm dâng tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong nhà với tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc, yên vui, làm ăn tấn tới, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến, khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng, con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà kiến. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy, nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu, được bốn điều lợi ích như sau. Thứ nhất, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. Thứ hai, dứt sạch phiền não, rộng ràng. Thứ ba, được người đời khen ngợi. Thứ tư, vợ chồng con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được tướng trượng phu ẩn mật tàng của Phật. Nên có câu, giới thứ ba cấm trừ sắc dục, chớ tư tình, mình lén lút ngoài duyên, trăng khoa, lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải răn khuyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng, lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lào lào. Ngược lại, trong kinh Bát Sư, Phật nói, nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh hao gầy, đánh đập, bắn giết, làm cho chân tay đứt gãy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giật sắt, ôm cục đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân. Tội địa ngục hết, sanh làm chim sẻ, chim bồ câu, quyên hương. Khi được làm người, phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời đơn độc, thường vướng ác nạn, xa Phật, trái pháp, chẳng gần thánh hiền,
tâm thường lo sợ, nhiều khổ ít vui. Phật lại nói bài kệ: dâm là hạnh bất tình, mê lầm bất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ và chết non. Mắc tội dài dột quá, chết đọa trong đường ác. Ta vì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non. Lại nữa, tài dâm có 10 tội. Thứ nhất, vợ chồng bất hòa, thường đánh cãi luôn. Thứ hai, các điều ác càng tăng, điều lành càng giảm. Thứ ba, của cải ngày càng hao mòn. Thứ tư, có xảy ra việc xấu, thường bị người nghi. Thứ năm, dòng họ bạn bè chẳng ai ưa mến. Thứ sáu, kẻ quan gia được cơ hội. Thứ bảy, tấm thân chẳng giữ được, vợ con côi cút. Thứ tám, các khổ vây quanh. Thứ chín, chết bị đọa địa ngục. Mười, được tái sanh làm người gái thì bị cảnh chồng chung. Trai thời vợ chẳng trinh, tránh luận trí độ. Cổ đức cũng từng dạy: ác tà dâm thứ ba càng tệ. Chúa hô mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo huyền tất cả quốc dân. Tội bất chánh, hoàng cung dâm loạn. Tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung. Giàu của nhiều dân kiếp bần cùng, quan lớn thế dâm ô dân khổ. Trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ nhân. Gái lặng lơ tiếng huyễn lời đờn, hoa có chủ đèo bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều tiếng dục tông môn. Đấng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu nhìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa đố chí, những mẹ hiền dâu thảo noi truyền. Niệm Phật mà tạo lấy thiền duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thời Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ Phật tử phóng quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kệ lời kinh, thời mới được thân sao vinh hiển. Phật dạy bốn cái khổ lớn nhất đời người: nghe một lần tiêu tan phiền não, hết ưu phiền. Nói đến cảnh khổ của kiếp người, thuở Phật còn tại thế, một hôm vua Ba Tư Nặc cùng bá quan Giang Võ xa giá đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: bạch Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc cai trị nước Cao Tác La, có bốn binh chủng hùng mạnh. Hôm nay con đến viếng thăm Đức Thế Tôn. Vua Ba Tư Nặc nói như vậy nhằm để khoe với Đức Phật ông là vị vua hùng mạnh nhất thời đó, để cho Đức Phật khen ngợi. Tuy nhiên, ngược lại Đức Phật không khen mà còn hỏi rằng: này Đại Dương, giả sử như ở phương Đông, Tây, Nam, Bắc có bốn ngọn núi cao chọc trời đang lăn về đây, mỗi khi di chuyển đến đâu là nghiền nát người và vật đến đó. Thử hỏi, Đại Dương lấy cái gì ra để chống ngăn nó? Vua Ba Tư Nặc ngẫm nghĩ và thưa rằng: con không thể nào đem bốn binh chủng kho tàng thần dân ra mà ngăn chống được, vì nếu đem ra sẽ bị nó nghiền nát hết. Nhân đây Đức Phật dạy: đúng như vậy đó Đại Dương, bốn ngọn núi chính là sinh, lão, bệnh, tử. Đại Dương lắng nghe, vì người đời u ám, không có chánh trí, nên nhiều kẻ say mê vui đời mà chẳng hề biết tội phước là gì cả, nên thường bị tứ khổ. Có nhiều người nhờ căn lành đời trước gặp được hiện hữu tri thức, khuyên nhắc, quy y giữ giới, tụng kinh niệm Phật, bố thí phóng sinh để tích lũy phước đức về sau. Họ lại trả lời rằng: tuổi của tôi còn trẻ, đời còn dài, tương lai tươi sáng đang chờ đón, dạy gì phải tu cho ổn phí tuổi xuân. Chính vì thế, tổ sư khuyên rằng: mặc đãi lão lai phương niệm Phật,
cô phần đa thị thiếu niên nhân, có nghĩa là chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Quý vị ra nghĩa địa hay đến nhà cửa Quyền Thời, thấy rõ nơi đó không tự bất cứ một ai. Quý vị nên nhớ rằng con quỷ vô thường lúc nào cũng rình rập bên chúng ta, không hẹn mà đến, không mời mà tới. Mỗi khi nó đến thì bất luận tăng tục già trẻ sang hèn, nó sẽ đưa chúng ta đến lò thiêu hay nghĩa địa quang vắng, xa xôi, cô tịch. Nơi ấy, dẫu có thông minh tài trí, anh hùng khôn dại, chung quy rồi ai cũng chết. Kiếp phù sinh là thế đó, như ngọn đèn trước gió, không biết nó tắt giờ nào. Đời người ảo ảnh phù du, cuối cùng rồi cũng nhắm mắt xuôi tay, tạ thế đi về âm cảnh với hai bàn tay trắng mà chẳng gieo được một chút phước duyên thì thật là đáng tiếc vô cùng. Vì thế nên Khổng Tử than rằng: sinh tiện bất tri thiên đường lộ, tử hậu nan ly địa ngục môn. Có nghĩa là lúc sống mà không biết làm việc lành, thời sau khi chết khó mà thoát khỏi cửa địa ngục. Cho nên cổ đức khuyên rằng: ai chửi mắng thì ta giả điếc, chờ cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung dữ hãy vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất hết. Quý Phật tử thử nghĩ, đã bao lần chúng ta đánh mất hết bao tình cảm đối với thân bằng quyến thuộc và nhân loại, cũng chỉ vì thiếu đức vị tha. Nhiều bậc cha mẹ vì quá tức giận, chửi mắng, đánh đập, xua đuổi con cháu mà chẳng chút xót thương, vô tình đưa nó vào con đường sa đọa, tội lỗi. Nhưng họ lại quên rằng, những lỗi lầm ấy khi xưa, mình cũng đã từng vướng mắc. Vậy, ta nên từ bi hỷ xả, chỉ dạy cho nó thấy lỗi lầm sửa đổi. Nếu thiếu đức tính khoan dung là tự mình chuốc lấy ưu phiền và gieo khổ cho người khác. Chính cái đó, nó đánh mất tất cả tình cảm lẫn vật chất mà người ấy có thể đem đến cho mình. Bởi thế, từ gia đình cho đến xã hội, ta phải tha thứ, thương yêu, đùm bọc và dìu dắt lẫn nhau, đồng tiến bước trên con đường đạo đức. Đạo Pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tục, xét thân ta. Nếu người rõ phận, vui lòng thứ, tha thứ được người, người thứ ta. Cổ đức. Nhưng thử nghĩ, trên thế gian này có mấy ai được như vậy? Quý vị đi đám tang thường thấy những bà vợ gục đầu bên quan tài ông chồng khóc than kể lể bằng những câu rất thảm thiết. Ngược lại, người nằm trong hòm là bà vợ thì ông chồng buồn bã than tiếc bằng những lời ưu ái bi ai thật cảm động. Cho đến con cái và thân bằng quyến thuộc cũng vậy. Khi còn sống bên nhau suốt đời, họ chỉ đem toàn là những lời cay nghiệt, độc địa, thô bỉ, bạo tàn, sát phạt nhau. Đợi cho đến khi họ chết rồi, mới ăn năn hối hận, khóc kể, tán dương ca ngợi. Nào có ích gì? Thực sự mà nói, những dòng nước mắt và lời nói đó đều là giả dối, vô nghĩa. Mình tự khóc, kể, rồi mình tự nghe. Chứ đối với người đã chết thì không còn ý nghĩa gì nữa. Trong tận cùng tâm tư của con người, ai cũng thích dịu dàng, mơn trớn khi được người tán dương ca tụng. Tại sao chúng ta không đem những ân tình, lời nói tốt đẹp dành cho nhau trong lúc còn sống? Họ ưa thích biết bao nhiêu. Quý Phật tử nên nhớ rằng, ai rồi cũng phải chết, cuối cùng cũng phải chia tay nhau. Cho nên, các thiền sư thường khuyên chúng ta hãy dán chữ tử trước mắt để ý thức rằng mình và những người chung quanh không biết chết lúc nào. Trong khi còn sống,
chúng ta cố gắng lấy đạo đức tận tình đối xử tốt đẹp, vui vẻ với nhau, để khi họ ra đi, lương tâm mình không bị cắn rứt, bùi ngùi, hối hận. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy thân tứ đại này quả thực là mỏng manh tạm bợ. Nếu chúng ta không biết sử dụng năng lực của tuổi trẻ để thực hiện những điều chân chính, thì không mấy chốc tuổi già đến, ta sẽ hối tiếc cuộc sống rất vô thường. Cái khổ của sinh lão bệnh tử luôn luôn rình rập ta. Những ngọn lửa phiền não nội tâm như tham vọng, giận dữ, oán thù, ganh ghét, kiêu mạn, nghi kỵ và bất mãn đang nung nấu tâm hồn chúng ta, đều cho ta thiếu sáng suốt mà sanh ra. Để hóa giải những nỗi thống khổ đó, Đức Phật dạy vua Suhodana rằng phần lớn những khổ đau mà ta chịu đựng đều do ta tự tạo ra. Ta không thể nào thoát ra được khổ đau bằng cách gian sinh cầu cứu với một vị thần linh nào. Ta phải quán chiếu tâm ta và môi trường hoàn cảnh chung quanh ta. Mỗi cử chỉ hành động phải tỉnh giác để loại trừ những nhận thức sai lầm đã từng làm cho ta khổ đau. Thí dụ, có một người nào đó đến chửi mắng ta. Nếu ta chửi mắng lại người ấy, trong trường hợp này ta khổ mà người ấy cũng khổ. Theo đạo lý thức tỉnh, ta không nên vội nổi giận chửi mắng họ. Trong lúc đó phải bình tâm quán chiếu để thấy được vì sao họ tới chửi mắng ta. Nếu ta thật sự có lỗi thì thành thật nhận khuyết điểm sửa sai. Nếu ta không có lỗi thì chắc chắn họ đã hiểu lầm. Trong khi đó, ta phải sáng suốt chứng minh cho họ thấy sự hiểu lầm ấy. Làm như vậy, ta tránh được khổ đau cho ta và cũng giải tỏa được khổ đau cho họ. Này đại dương, muốn thoát ra mọi khổ đau, phải biết thực tập sống theo tinh thần giới định huệ. Giới là nguyên tắc sống an lạc. Có an lạc mới thực hiện được định. Sống có tỉnh thức và chú tâm vào hơi thở, ta mới có khả năng quán chiếu về thực tánh của tâm và hoàn cảnh. Khi đó, ta mới có huệ, tức là sự hiểu biết vậy. Rồi Đức Phật khai thị cho đại chúng về đạo lý vô thường vô ngã, duyên sinh của vạn vật. Một khi đã hiểu biết, ta có thể yêu thương, tha thứ, thì cuộc đời sẽ bớt khổ đau. Nếu không có sự hiểu biết, ta sẽ không thể nào thương yêu, tha thứ. Cho nên, con đường giải thoát chân thật là phải có trí huệ để diệt trừ vô minh, thì ta sẽ được an lạc, giải thoát Niết Bàn. Niết Bàn là sự chấm dứt vô minh, tham đắm, ganh ghét, giận hờn. Phá hết phiền não bằng cách quán chiếu. Tôi đã thực nghiệm thành công và chỉ dạy cho nhiều người khác thực hành theo phương pháp ấy cũng đã thành công. Sau khi chấm dứt pháp thoại, vua Suhodana và hội chúng thải điều quan hỷ tính thọ phụng hành lời Phật dạy. Nói đến tai hại của sự ganh ghét, đố kỵ, hận thù, thuở Phật có ông thầy tên là Kokalika. Thầy Đại Đức Xá Lệ Phất là một người đệ tử lớn được Đức Phật tin yêu. Mỗi khi Phật quyết định điều gì hoặc quyết trách và giáo giới vị tỳ kheo nào, thầy Kokalika cho rằng Phật nghe những lời nói ra nói vào của Đại Đức Xá Lệ Phất. Vì thế, thầy đem lòng ganh ghét Đại Đức Xá Lệ Phất. Thầy Kokalika thường nói với các khất sĩ rằng Đại Đức Xá Lệ Phất là người tu hành giả dối. Từ hành động theo ái dục, ganh tị và hận thù của thầy Kokalika quá lớn, khiến không ai có thể quá giải được. Chính Đức Phật đã có lần gọi thầy đến bảo: "Này khất sĩ Kokalika, đừng cho rằng Xá Lệ Phất là người bị ái dục chi phối. Xá Lệ Phất là người có đạo đức chân thực và tính tình rất hòa ái." Thầy Kokalika đã bị lòng ganh ghét che mờ lý trí, nên thầy không tiếp nhận được lời Phật dạy. Cuối cùng, thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó,
thầy mắc một chứng bệnh rất kỳ lạ. Da thầy trở nên sần sùi, rồi tự nhiên đầy mình mọc ra hàng vạn cái mục nhỏ bằng hạt cải. Những cái mục này lần lần lớn lên bằng hạt đậu rồi dở ra, chảy đầy máu mủ. Thuốc men nào cũng không chữa được. Phật nhắn thầy về tu viện, nhưng thầy không về. Sau đó thầy mãn chung. Phật rất thương xót thầy của Kalika chết vì lòng ganh ghét hận thù. Nhân đây, Phật gọi các vị khất sĩ đến dạy rằng hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn. Những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh kỳ lạ. Này các vị khất sĩ, các vị đừng để cho chất độc ấy thấm vào thân tâm. Sau khi nghe lời Phật dạy, các vị khất sĩ y giáo phụng hành. Tối sáng như tinh bắn, ngày tháng tựa thoi đưa, không ai làm chủ được sinh già bệnh chết. Vậy mà có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi ganh ghét hận thù làm hại lẫn nhau, để rồi phải lãnh lấy quả báo đau thương. Dính nhục được mất tốt xấu, phải trái hơn thua, chung quy rồi cũng trở về cát bụi. Chính vì thế Tổ Quy Sơn mới dạy rằng ngày nay lại đã qua rồi, mạng trăng huyết mạch lần hồi tiêu dao. Dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tỏ lửa đốt dầu, đừng cho sái bưởi như chầu để dương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, tìm phương cứu mình. Qua bài kệ trên, Tổ chỉ cho mình thấy cái thân này là nơi chứa những thứ khổ, giống như con cá ở trong ao không có nước, chẳng biết chết giờ nào. Phải ráng mà lo tu để tự cứu lấy mình. Đức Phật dạy, được thân người rất là khó, gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Hôm nay mình có duyên lành hội ngộ với Tam Bảo mà không lo tu là uổng lắm, để rơi vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh hay tà ma ngoại đạo. Biết bao giờ mới có thân người gặp được Phật Pháp để tu. Khó thay được làm người, khó thay được sống thọ, khó thay Phật ra đời, khó thay được nghe Pháp. Trong kinh, Đức Phật đưa ra hình ảnh con rùa mù ở biển cả 100 năm mới nổi lên một lần mà gặp được bồng cây trôi. Đó là một điều thiên nan vạn nan. Phật dạy rằng, được thân người cũng khó như thế. Ngài nói, tuy thân này khó được, nhưng khi được rồi lại bị vô thường quỷ diệt. Chớ có tham đắm nó mà gây ra tội lỗi. Người ơi, sống thoát khỏi ta bà, trẻ tuổi rồi đây cũng đến già. Địa ngục không đàng, sao lại tới? Thiên đường có cửa chẳng hề qua. Quanh năm bận biểu đàn con dại, sớm tối say mê đám ruộng nhà. Chẳng biết phù sanh đời tạm giả, tâm về cực lạc khỏe lòng ta. Trong kinh A Hàm, Đức Phật đưa ra 11 phương pháp tu tập để cho tâm được thanh tịnh giải thoát. Tự mình là thiện tri thức, thân cận gần gũi thiện tri thức, để học hỏi những điều hay lẽ phải. Người xưa đã nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thật vậy, gần người ác tâm, mình trở nên hung ác. Thí dụ, nếu mình hiền hòa mà chơi với những bạn hung hăng lỗ mãng, mỗi khi họ nói ra là chửi thề inh ỏi, nói trên đầu trên cổ. Nếu nhịn hoài, cảm thấy thua lỗ, nên chửi lại cho huề. Ngay lúc đó, mình đã hóa ra người hung dữ. Hơn nữa, gần người ác, tánh hung dữ của họ làm cho mình khổ và dẫn dắt ta đi vào con đường sa đọa tội lỗi. Ngoại trừ bậc thượng căn đại trí, gần người ác mới không bị ô nhiễm. Gần người thiện lành học hỏi được những điều hay lẽ phải
và nhờ đức tánh thiện lành từ tốn của họ làm cho tâm mình được an lạc. Gần người thiện thì giống như vào nhà quá thơm cỏ lạ, lâu ngày thân mình cũng thơm như vậy. Gần kẻ bất thiện thì giống như vào tiệm cá ương, lâu ngày mình cũng hóa ra hôi như vậy. Chớ có thân bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân. Hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Quán pháp vô ngã. Quan sát thấy rõ các pháp không có gì là thật, bởi chúng đều bị định luật vô thường chi phối. Cho đến cái thân này cũng là vô chủ. Nó muốn bệnh hay chết giờ nào, mình không sao ngăn được. Thí dụ, thân bệnh cho là khổ, hết bệnh cho là vui. Thật ra khổ vui, thường hay vô thường, tự tánh nó không có gì hết. Cho đến pháp của Phật cũng chỉ là phương tiện, như ngón tay chỉ trăng hay là thuyền bè để vượt qua sông mê. Phật pháp của Phật giống như lương dược trị bệnh mà cho thuốc, thì chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương, có gì mà phải giúp? Tôi thế này là đúng, thế kia là sai, cao thấp vân vân. Quán thọ thì khổ, càng thọ nhiều càng khổ nhiều. Cũng vì vô minh làm chất cho thân này là thật, nên mãi tìm đủ trăm phương ngàn kế để cầu ăn mặc, tham đắm sắc dục. Những thứ ấy họ cho là vui sướng, nhưng họ đâu có biết vui là gốc của sự khổ đau. Thí dụ, muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải cực thân nhọc trí. Việc ác gì cũng làm được, bất chấp thủ đoạn, miễn sao cho mình được dinh thân phì gia, của cải đầy rương đầy tủ, ai khổ mặc kệ. Khi có của cải nhiều thì lại sợ kẻ gian trộm cướp rình mò. Còn đối với dục vọng, họ cho là vui sướng, nhưng trong cái vui ấy chứa đầy những thứ ghen tuông, khổ đau và phiền muộn. Chẳng qua là lấy khổ làm vui, vui trong sự khổ mà thôi. Cái vui của thế gian phù du tạm bợ, phía sau của nó chứa đầy những thứ bi ai khổ nạn. Cho nên người xưa có câu: vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Mong sao tập tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài cảnh khổ vui. Vào thời Đức Phật, một hôm tại tu viện Lộc Mũi, Đức Phật dạy kinh Quán Niệm Hơi Thở cho các vị khất sĩ. Phật dạy rằng: này các vị khất sĩ, phép quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực hiện liên tục sẽ đem lại những thành quả lớn. Qua quán niệm hơi thở, các vị có thể đạt được phép quán tứ niệm xứ và phép quán thất giác chi, tức là bảy yếu tố giác ngộ, để đạt tới trí huệ và giải thoát. Hơi thở thứ nhất, thở vào một hơi dài, ta biết ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, ta biết ta đang thở ra một hơi dài. Hơi thở thứ hai, thở vào một hơi ngắn, ta biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, ta biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Với hai thở này, mục đích là cắt ngang nhận thức niệm và suy nghĩ vô ích, đồng thời khởi đầu chánh niệm và tiếp xúc với sự sống trong hiện tại. Thất niệm là sự lãng quên, là sự vắng mặt của chánh niệm. Hơi thở của ý thức đưa ta trở về với ta trong cuộc sống hiện tại. Hơi thở thứ ba, ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra và cảm thấy an lạc. Với hơi thở này, hành giả đi vào lĩnh vực cảm thọ. Hai hơi thở này tạo ra sự an lạc cho thân và tâm, để nuôi dưỡng thân tâm. Nhờ chấm dứt vọng tưởng, hành giả trở về với bản thân thức tỉnh trong giây phút hiện tại. Do đó, niềm an lạc sẽ phát sinh. Hành giả trải nghiệm được sự tịnh lạc của chánh niệm thông qua an trú trong chánh niệm, biến những cảm thọ không khổ không vui thành xả thọ, những lạc thọ. Hơi thở thứ tư, ta đang thở vào và làm cho những hoạt động trong tâm ý ta
được an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động trong tâm ý ta được an tịnh. Hơi thở này nhằm quán chiếu tất cả những cảm thọ xảy ra trong ta, dù đó là lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ. Những hoạt động của tâm ý chính là cảm thọ. Sống có ý thức về cảm thọ và quán chiếu tận gốc rễ của những cảm thọ, để thấy rõ bản chất của cảm thọ là do duyên sinh, tự tánh của nó là không thật, dù đó là những khổ thọ từ tham dục, giận hờn ganh ghét. Ta sẽ được phục chúng và làm cho chúng trở nên an tịnh. Hơi thở thứ năm. Ta thở vào và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta. Hơi thở này nhằm nhận diện tất cả những hoạt động của tâm ý ta. Hơi thở thứ sáu. Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được tự do giải thoát. Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được tự do giải thoát. Hơi thở này nhằm tháo gỡ những chỗ vướng mắc của tâm ý. Nhờ quán chiếu, ta thấy rõ tự tánh của các pháp là không thật. Do đó, ta tháo gỡ được những chỗ vướng mắc đó. Hơi thở thứ bảy. Ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Hơi thở thứ tám. Ta đang thở vào và quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp. Với hơi thở này, hành giả bước vào lĩnh vực đối tượng của tâm thức và chú tâm quan sát thực tướng của vạn pháp. Trước hết là quán về tự tính vô thường của vạn pháp. Vì vô thường nên tất cả sẽ đi đến tàn hoại. Nếu rõ tính tàn hoại của vạn pháp, hành giả không còn bị những sinh diệt thành hoại của vạn pháp trói buộc nữa. Do đó, hành giả có thể buông bỏ để tiến tới giải thoát. Hơi thở thứ chín. Ta đang thở vào và quán chiếu giải thoát. Ta đang thở ra và quán chiếu giải thoát. Hơi thở thứ 10. Ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ. Ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ. Hơi thở thứ 9 và 10. Nhằm quán chiếu cảm thọ tâm ý và đối tượng tâm ý, để buông bỏ sự vướng mắc và đam mê. Buông bỏ không có nghĩa là ghét bỏ và chạy trốn. Buông bỏ ở đây có nghĩa là không bị ràng buộc và khổ đau bởi sự sinh diệt tàn hoại giữa các pháp nữa. Một khi đạt được giải thoát và buông bỏ, hành giả sống an lạc ngay trong cuộc đời mà không có gì trong cuộc đời có thể ràng buộc. Hành giả gần 3.000 vị khất sĩ sau khi nghe kinh này đều lấy làm hoan hỷ tính thọ phụng hành lời Phật dạy. Nếu ai tu tịnh độ nên theo hơi thở và niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật liên tục cho đến khi đầy hơi. Khi thở ra nên niệm Phật lớn tiếng rồi dần dần nhỏ dần cho đến khi hết hơi. Nương theo hơi thở, niệm được nhiều câu hay ít tùy theo hơi thở dài hay ngắn. Hoặc thở vào bằng mũi thật dài, không niệm Phật. Khi thở ra thì miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục cho đến khi hết hơi. Nhất tâm niệm 10 lần như vậy. Tiếp theo niệm thầm hay niệm nhỏ nhỏ vừa đủ nghe. Mỗi hơi thở ra vào đều niệm một câu Phật hiệu. Đó là tùy tức trì danh hoặc nương theo hơi thở vào niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật. Đến một khi thở ra, niệm vừa đủ, nghe đếm 2 lần lượt từ 1 đến 10, rồi trở lại bắt đầu từ 1. Cứ như vậy luôn luôn mãi mãi được nhất tâm bất loạn. Bởi mạng sống con người liên quan tới hơi thở. Nếu biết nương theo đây để niệm, thì khi sống không rời Phật. Lúc lâm chung tắt hơi,
vừa dứt liền được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên lưu ý, phương pháp này khi tập thuần thục cần niệm ra tiếng, như thế niệm lực mới mạnh mẽ, ý nguyện giảng sanh dễ thành tựu hơn là niệm thầm. Đệ tử nay tụng trì Phật hiệu, niệm luôn tội diệt phước sanh Bồ Đề chánh giác. Phật dạy rằng, con người sinh ra trên cõi đời đều mang theo cái nghiệp khác nhau, cho nên chuyện giống nhau là điều không thể có được, trừ khi các vị biết tu đức. Khổng Tử đã nói rằng, nhân vô thập toàn, hễ có ưu là có khuyết, tức là không ai hoàn hảo tuyệt đối. Và việc bắt lỗi người khác phải đi đôi với xét lỗi bản thân. Điều này là công bằng và tránh trực trạng của người quân tử. Do đó, trong nghệ thuật xử thế, khi muốn người khác sửa lỗi, trước tiên mình phải tự sửa lỗi, tỏ lòng thương yêu giúp đỡ và đối xử tốt với tất cả mọi người. Điều này phản ánh qua lời nói, cử chỉ và hành động chân thành, tràn đầy lòng bác ái và vị tha. Làm như vậy, tự nhiên người khác sẽ đối xử tốt với mình. Người xưa có câu, ta vì tất cả mọi người thì mọi người sẽ vì ta. Trên thực tế, tôi thấy nhiều người luôn mong người khác nghĩ đến mình và hy vọng được nhận phước báo, nhưng lại không thấy tuổi thọ làm được điều gì có ý nghĩa hoặc mang lại lợi ích cho ai. Điều này thật ngớ ngẩn. Người có trí không cần mong cầu gì cả, luôn lập công bồi đức và làm lợi ích cho chúng sinh. Quả lành tự nhiên đến mà không cần mong cầu. Muốn có đầy đủ phước báo và sự an lạc trong tâm tình, điều quan trọng nhất là tâm phải thanh tịnh và giữ gìn giới, cấm thao nhiếp và oai nghi phòng hộ các căn. Dẫu cho thấy một lỗi nhỏ cũng cảm thấy lo sợ. Nếu muốn tâm được thanh tịnh, điều quan trọng nhất là phải giữ giới, vì giới là nguyên nhân để tâm trở nên thanh tịnh. Nếu không giữ giới, tâm sẽ bị loạn động và không bao giờ thanh tịnh. Ngoài ra, cần thôi nhiếp lục căn, và khi tiếp xúc với lục trần, không để cho nó dính mắc. Dù là một lỗi nhỏ cũng không nên vi phạm. Điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh thì làm cho nó tăng trưởng. Điều ác chưa sanh thì đừng để nó sanh. Điều ác đã sanh rồi thì phải đoạn trừ, tức là không nên làm điều ác nhỏ và không nên bỏ qua điều thiện nhỏ. Chúng ta không nên xem thường cái ác nhỏ, vì nhiều cái ác nhỏ cùng tụ lại có thể trở thành cái ác lớn, cũng như nhiều cái thiện nhỏ cùng tụ lại có thể trở thành cái thiện lớn. Kinh Phật dạy rằng, đừng khinh ác nhỏ và cho rằng nó không tạo ra tội lỗi. Một giọt nước tuy ít, nhưng nếu chứa đầy thùng sẽ tràn đầy. Tội ác lớn cũng được hình thành từ nhiều tội nhỏ. Đừng xem thường chút thiện nhỏ mà cho rằng nó không mang lại phước. Một giọt nước tuy ít, nhưng khi được gom lại sẽ trở thành nhiều. Phước đức lớn cũng nhờ chứa đựng nhiều phước nhỏ mà thành. Người làm việc thiện sẽ nhận được phước. Trong một thời gian ngắn, khi Đức Phật còn tại gia đình bà Takaha, cha mẹ chồng và con cái của bà đều qua đời. Bà trải qua nỗi đau khổ khi thấy người thân và tài sản mất đi, và tinh thần bị khủng hoảng đến mức mất trí. Bà chạy như điên trên đường phố. Khi gặp Đức Phật, Ngài dạy bà rằng, cái chết là một hiện tượng tự nhiên. Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ chết, bà cũng sẽ chết. Không ai có thể tránh khỏi. Các hiện tượng trong thế gian đều vô thường, khổ đau không cố ngã. Kiếp người giống như giấc mộng, gặp gỡ sẽ chia ly. Trong những kiếp trước, bà đã trải qua đau khổ và khóc than vì cái chết của người thân. Nước mắt kia còn nhiều hơn biển cả. Đức Phật giảng giải thêm về Tứ Diệu Đế, nhắc nhở rằng ái sâu không đáy
sẽ khiến chúng ta đắm chìm trong ái và vọng tưởng miên man. Tâm ái đem lại sự giam cầm mãi mãi. Do đó, giới dục là cách tránh xa ái, và chỉ khi không gắn kết quá mức với ái, chúng ta mới có thể an ổn. Đức Phật nhìn thấy bà đã hiểu được rằng ái là nguyên nhân của khổ và cái chết là điều tất yếu. Ngài giảng giải thêm về chấm dứt khổ thông qua tứ diệu đế. Này Takaha, có bốn sự thật mà người tu phải công nhận. Sự thật thứ nhất, sinh già, bệnh chết là khổ. Buồn giận, ghen tức, lo lắng, sợ hãi và thất vọng cũng là khổ. Chia cách với người thân yêu là khổ, và chung đụng với người ghét bỏ cũng là khổ. Sự thật thứ hai, nguyên nhân của khổ đau là do mê muội, khiến cho con người không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và cuộc đời. Vì thế, người ta bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng đốt cháy và hành hạ. Sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau là trí huệ, là sự hiểu biết và nhận thức được sự thật về bản ngã và cuộc đời. Nhận thức rằng cuộc sống là khổ, không vĩnh hằng và vô thường. Khi nhìn thấy được điều đó, ta sẽ chấm dứt hết mọi sầu đau và đạt được niềm an lạc. Sự thật thứ tư, con đường diệt khổ là con đường bát chánh đạo. Đây là con đường của sự sống tỉnh thức, không phải là con đường trốn tránh đau khổ, mà là con đường đối diện trực tiếp với khổ đau để diệt trừ nó. Con đường bát chánh đạo bao gồm nhận thức chân chánh, tư duy chân chánh, ngôn ngữ chân chánh, hành động chân chánh, sinh kế chân chánh, chuyên cần chân chánh, niệm lực chân chánh và định luật chân chánh. Đường này gọi là chánh đạo vì nó đối mặt trực tiếp với khổ đau để diệt trừ nó. Chánh niệm là khởi điểm. Có chánh niệm thì sẽ có chánh định, nghĩa là định luật có tác dụng phát sinh trí huệ. Nhờ có niệm lực và định luật chân chánh, nhận thức, tư duy, ngôn từ, hành động, sinh kế và sự chuyên cần cũng sẽ đi vào chánh đạo. Khi trí huệ phát sinh, tất cả mọi ràng buộc, khổ đau sẽ được giải thoát, mang lại nguồn an lạc chân chính. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bà Takaha giác ngộ, biết rõ rằng mạng sống vô thường, chồng con và của cải đều như khách. Bà thành tâm đảnh lễ, tín thọ phụng hành theo lời Phật dạy. Trong mộng được bác sĩ cắt lá gan cứu chữa và chuyện cứu độ những con rệp. Liên tiếp mấy tháng, có một vị buôn cải họ Trương tên là Xuyên Giả, nhà ở đường Đại Trí, khu đông thành phố Đài Trung, thường đưa rất nhiều trái cây và rau xanh đến liên xã của Phật giáo ở Đài Trung để cúng dường. Số lần đem đến như thế rất nhiều, các vị liên hữu không cầm được mới đối mặt anh ta cảm ơn những ân đức cúng thí đó. Anh ta đáp lại rằng, tôi đến là để đáp tạ ơn Phật, đây là điều nguyện tôi đã phát trong khi bệnh. Do vì Phật A-di-đà trị lành bệnh của tôi, ân đức đó thật quá lớn. Thế là Trương cư sĩ chậm rãi kể lại chuyện niệm Phật được cảm ứng của anh ta và chuyện bác sĩ cắt lá gan trị bệnh cho anh ta trong giấc mộng. Anh ta nói, 10 năm trước tôi làm thợ ở hãng giày. Có một cô kế toán của hãng cho tôi một quyển Phật học thiển thuyết. Nghĩa là thiển thuyết như giảng thuyết là nói lược. Tôi xem xong cảm thấy Phật Pháp vô biên, cứu người giúp đời. Liền chạy đến thư cục Thụy Thành mua 2 bộ sách Phật. Một bộ là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, một bộ nữa là An Sĩ Toàn Thư. Như được Phật chí bảo, đêm nào cũng đều xem đến khuya. Có thể nói là được pháp hỷ vô lượng. Lúc đó tôi mướn một căn nhà ở, giường ở trong nhà, đầy giường và cột rẹp quá chừng. Mới đầu tôi bắt từng con đạp chết, nhưng càng đạp nó lại càng nhiều. Lúc đó đang xem đến một đoạn trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Trong phòng của Đại Sư cũng rất nhiều rệp.
có một đệ tử thỉnh ý xin dọn sạch. Đại sư không chịu. Người đệ tử này sau mấy tháng lại xin một lần nữa và hỏi đại sư về tình hình của rệp. Đại sư Ấn Quang nói: hết thảy ra khỏi khổ hết rồi, bây giờ không có nữa. Tôi xem đến đoạn nhỏ này thì không còn bắt rệp đạp chết nữa, mà bắt từng con ra hố phân thả. Nhưng sau khi đem rệp đi thả thì có nhiều phiền toái. Không dám giết hại, không dám rải thuốc diệt trùng tiêu diệt thì nó lại lộng đến mức đụng chỗ nào cũng rệp. Thật không biết phải làm thế nào. Đang trong tình hình không biết làm thế nào đó thì bỗng nhiên nghĩ đến bắt chước ngài Ấn Quang Pháp Sư. Thế là hướng vào các con rệp nói rằng: này rệp, nếu ta thành Phật sẽ độ các ngươi thoát khổ trước. Nhưng ta bây giờ là phàm phu, là người niệm A-di-đà Phật. Ta này dạy các ngươi cũng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Rệp, ta niệm các ngươi cũng niệm theo A-di-đà Phật. Cứ thế niệm mãi. Dạy cho rệp niệm A-di-đà Phật như thế chưa quá 2 tuần. Kỳ tích khiến người khó mà tin được xuất hiện. Có một hôm dọn dẹp làm sạch sẽ phòng, dỡ chiếc chiếu lên. Nói ra cũng thật lạ, những con rệp đếm không hết kia không biết nhảy đi đâu hết rồi, không thấy một con nào. Việc không thể nghĩ bàn như thế khiến tôi cũng không hiểu ra sao. Cư sĩ Trương Xuyên Giả lại nói: tôi trước kia mê rượu như mạng sống, mỗi ngày phải uống 2-3 bình rượu. 5 năm trước bị bệnh gan, đông tây y gì cũng đều đã trị qua nhưng không thấy chút hiệu quả nào. Nằm bệnh viện triền miên mấy tháng, lúc bệnh hết cách cứu chữa, trong lòng chỉ có cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Có mấy lần đã cận kề với cái chết, ngồi trên giường niệm Phật, lúc niệm không ra tiếng, liền dùng tâm niệm thầm. Kỳ tích thật không thể nghĩ bàn lại xuất hiện. Tối hôm đó, lúc nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy một vị bác sĩ mặc đồ trắng, tay cầm một con dao bén, tay trái cầm một lá gan, dùng dao mổ banh dưới ngực bên phải của tôi ra, rồi lấy kéo cắt lá gan. Bác sĩ mỉm cười, cầm lá gan vừa hôi vừa nát rửa đưa cho tôi xem, rồi lại lấy lá gan mới của bác sĩ mang lại, đặt vào trong bụng của tôi, rồi đi. Vừa thức dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu rất nhiều. Tôi liền phát nguyện, nếu tôi được mạnh khỏe, nhất định phải báo đáp ơn Phật, làm nhiều việc cúng dường Bồ Tát. Nếu như có khả năng, sẽ xuất tiền ra đắp áo vàng cho Phật. Từ năm ngoái đến nay, dần dần bình phục lúc nào không hay, mạnh khỏe lại như thường. Trương Xuyên Giả lại nói, Phật A Di Đà bảo hộ cho tôi có thể nói là rất tỉ mỉ. Lại có một lần tôi chạy xe đạp đến đường Thành Công, bỗng nhiên có một chiếc xe mô tô lớn chạy lại như bay, xông xáo ẩu tả đụng ngã xe tôi rồi cán qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong tích tắc tôi la to lên một tiếng A Di Đà Phật, rồi không biết tôi nhảy đi thế nào xa hơn 1 trượng, an nhiên vô sự. Còn chiếc xe mô tô kia, cả người lẫn xe đều té ngã trên đất, bị thương rất nặng, gãy xương, tét thịt, máu chảy đầy đất, rất là tội nghiệp. Người chân tâm niệm Phật, tự mình sẽ được lợi ích không thể nghĩ bàn. Xin khuyên các vị mau niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.